Đội tiêm vaccine Pfizer cầm dao chém lực lượng chức năng. Ngày 13 tháng 9, Tòa án Nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Suốt, 33 tuổi, ở xã Cánh An, huyện An Phú, về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 ngày 1 tháng 9, thực hiện kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho toàn dân trên địa bàn xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Tổ lấy mẫu test nhanh tiến hành lấy mẫu hợp 3 người tại gia đình Suốt. Các thành viên trong gia đình đều nghiêm chỉnh chấp hành, tuy nhiên Suốt lại không đồng ý lấy mẫu mà yêu cầu nếu được tiêm vaccine Pfizer thì mới cho lấy mẫu. Mặc dù được tổ công tác nhiều lần giải thích nhưng Suốt vẫn không chấp hành. Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ bước vào nhà Suốt thì bị anh ta dùng dao tầm bức, chém loạn xạ gây thương tích cho một công an xã. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng lại không có thái độ ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử đã tuyên Nguyễn Hoàng Suốt 2 năm 6 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại bình luận về cảm nghĩ của mình. Và đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo.